Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay ngày 9 tháng 10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta và gây ra đợt mưa lớn cho khu vực miền Trung. Do tác động của đợt không khí lạnh nên trong ngày hôm nay mùng 9 tháng 10, các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều mai mùng 10 tháng 10, mưa giảm nhanh ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ nền nhiệt bắt đầu giảm mạnh từ chiều nay. Từ đêm nay khu vực đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là Bắc Trung Bộ bắt đầu giảm nhiệt. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ C, khu vực Trung Du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 19 đến 21 độ C.